Thưa quý vị và các bạn, xây dựng chỉ số thương mại điện tử Việt Nam là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam giai đoạn 2011 đến 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam xây dựng. Theo đó, hoạt động điều tra khảo sát tình hình ứng dụng thương mại điện tử sẽ được tiến hành trong 7 tháng và tháng 8 năm 2012 đối với hàng nghìn doanh nghiệp tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Báo cáo chỉ số thương mại điện tử 2012 sẽ được xây dựng trong tháng 10 năm 2012 để đến tháng 11 năm 2012 sẽ chính thức công bố ra cộng đồng. Chỉ số thương mại điện tử là một trong những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của quốc gia. Kinh doanh mặt hàng cho trẻ em, cửa hàng mặt phố, nhưng chắc chắn ông chủ của chuỗi cửa hàng này không thể bỏ qua một hình thức kinh doanh hiện đang phổ biến, đó là thương mại điện tử. Tuy nhiên, hướng phát triển các ngành hàng, đặc biệt là việc mở rộng các chuỗi cửa hàng sang các thành phố khác đang gặp khó khăn do không có thông tin chính thống của nhà nước về mức độ phát triển thương mại điện tử của từng địa phương. Thực ra bọn em cũng đang rất là khó khăn trong cái việc là mình xem được cái tốc độ tăng trưởng của những ngành hàng cũng như là cái xu thế của khách hàng. Cửa hàng cần một cái chỉ số mà được thăm dò trực tiếp từ chính những cái khách hàng của mình, cái thị trường thực của mình. Chỉ số đấy phải hết sức là tin cậy để em có thể là mở rộng thêm cái ngành hàng, không những là ở những thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh mà còn các tỉnh khác nữa. Còn đây là cổng thông tin thương mại điện tử Việt Nam Nay, cung cấp website miễn phí cho các doanh nghiệp ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Vì thế rất cần thông tin, chỉ số chính xác về tình hình phát triển thương mại điện tử của từng tỉnh thành. Tuy nhiên, suốt quá trình xây dựng gần 2 năm, công ty hoàn toàn tự tìm hiểu chứ chưa có con số thống kê chính xác nào. Các doanh nghiệp chưa biết dựa vào đâu và không có tài liệu nào, ngay cả bên bản thân Việt Nam Nay là đơn vị thực hiện triển khai thương mại điện tử, nhưng mà trước đây cũng không có bất cứ tài liệu nào và cái chỉ số nào để đánh giá hiện nay ngày đi đúng hay sai và chỉ số đó là đã chuẩn mực hay chưa, hiện nay hoàn toàn không có. Hiện nay ở nước ta chưa có chỉ số nào đánh giá được chính xác mức độ phát triển thương mại điện tử ở từng địa phương trên cả nước. Có chăng là chỉ số Việt Nam ICT Index, chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, chỉ số này mới chỉ là con số thống kê về hạ tầng công nghệ thông tin tại các tỉnh thành chứ chưa đánh giá được tốc độ phát triển thực sự của các giao dịch thương mại điện tử. Vì thế, trong kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015, Thủ tướng Chính phủ đã đề cập đến vấn đề về xây dựng chỉ số thương mại điện tử. Cái chỉ số thương mại điện tử đó là những cái chỉ số mà để đưa ra những cái tiêu chí và thậm chí nó phải lượng hóa được các cái tốc độ phát triển, lượng hóa được những cái thuận lợi và những cái khó khăn, mà như vậy thì doanh nghiệp nhìn thấy thì họ mới đầu tư và họ mới sử dụng. Có thể hiểu, chỉ số thương mại điện tử là một bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng thương mại điện tử tại từng doanh nghiệp ở tất cả các tỉnh thành. Chỉ số thương mại điện tử sẽ được xây dựng dựa trên 4 tiêu chí: hạ tầng công nghệ thông tin và nguồn nhân lực, giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với chính phủ. Trong đó lại xây dựng rất nhiều chỉ số nhỏ để xác định chính xác mức độ phát triển của thương mại điện tử và từ đó lượng hóa thành con số cụ thể. Như vậy, chỉ số thương mại điện tử này để đánh giá một mức quan trọng để cho người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp hiểu rõ về sản phẩm của họ ở đâu và người tiêu dùng có căn cứ vào cái chỉ số này để tự tin hơn và tốt hơn nữa để trong quá trình mua bán trao đổi qua mạng. Và đồng thời doanh nghiệp có một cái dấu mốc hay là có một cái sự tiêu chí lựa chọn để tham gia thương mại điện tử cho tốt hơn. Và từ đó đưa ra cái nhìn cụ thể về từng tỉnh, thì tôi nói từng tỉnh, từ đó Việt Nam sẽ có đầu tư đúng hướng, tập trung vào những tỉnh nào và hỗ trợ những tỉnh nào. Các doanh nghiệp mà Việt Nam nói chung thì đều có một cái yếu điểm là rất là thiếu thông tin. Thế nên chỉ số sẽ là một cái cung cấp cái thông tin để từ đó là đưa ra được những cái quyết định kinh doanh cho mình. Ví dụ như là mở rộng mặt hàng bán, thứ hai là mở các chi nhánh. Hiện nay, Hiệp hội Thương mại Điện tử đang tiến hành khảo sát các doanh nghiệp theo hai hình thức: khảo sát online và khảo sát trực tiếp với sự giúp đỡ của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố. Dự kiến đến hết tháng 9 năm nay sẽ hoàn thành giai đoạn khảo sát. Sau đó, Hiệp hội sẽ là nơi tổng hợp và tính toán, xây dựng chỉ số thương mại điện tử. Theo kế hoạch, đến cuối năm sẽ công bố được chỉ số thương mại điện tử của năm 2012 trên khắp cả nước và mỗi năm lại tiến hành khảo sát, điều tra, đánh giá lại để có những con số theo sát được với sự phát triển của thương mại điện tử hàng năm. Chỉ số thương mại điện tử là cái cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước có thể đưa ra những chính sách phù hợp tại địa phương mình để ưu tiên cho việc phát triển thương mại điện tử cho các doanh nghiệp tại địa phương. Một chỉ số ra đời cần có thời gian để chứng minh được hiệu quả của nó trong đời sống thương mại điện tử đang chuyển biến từng ngày. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, nó đã tạo nên một bức tranh tổng thể về sự phát triển của thương mại điện tử Việt Nam. Từ đó, các doanh nghiệp có cơ sở để đầu tư và phát triển hợp lý.